Sau khi nhận được thông tin, tại thôn Khổ 1, xã Giao Thiện đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, làm cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn 4 gian của hộ gia đình ông Phạm Văn Minh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đoàn công tác đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát cùng gia đình. Ngôi nhà sàn 4 gian được làm bằng gỗ lợp lá cọ của gia đình ông Phạm Văn Minh, thôn Khổ 1, xã Giao Thiện đã bất ngờ bị cháy. Ngay sau khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương, nhân dân trong bản đã khẩn trương đến ứng cứu. Tuy nhiên, do lửa cháy vào ban đêm, địa hình phức tạp, chất liệu làm nhà dễ cháy nên không thể dập tắt được ngọn lửa, dẫn đến toàn bộ tài sản ngôi nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, ước tổng thiệt hại khoảng 34 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện. Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Ngay sau khi xảy ra hỏa hoạn, cấp ủy chính quyền xã đã huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ gia đình dựng chỗ ở tạm và huy động xã hội hóa các vật dụng thiết yếu. Để kịp thời chia sẻ động viên gia đình, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện và đoàn công tác của huyện đã đến thăm hỏi động viên gia đình và chia sẻ những khó khăn mà gia đình ông Minh gặp phải, đồng thời hỗ trợ trực tiếp trao tiền hỗ trợ của huyện và Hội chữ thập đỏ cho gia đình nhằm giúp gia đình khắc phục khó khăn, với mong muốn gia đình sớm khắc phục hậu quả để ổn định cuộc sống. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền xã tích cực vận động các lực lượng tại chỗ, hỗ trợ gia đình sớm có nơi ở tạm thời, vượt qua mất mát để sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, đồng chí cũng khuyến cáo các hộ gia đình thường xuyên kiểm tra các đường điện chạy trong nhà, tránh để những vụ hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra.